ơi, chú độ cho cháu con này lên fix được. Ủa, độ con xe này lên fix gì hả? Dạ. Nhưng mà đi fix kia bao giờ chưa mà độ? Cháu mới đi rồi. Mới đi á? Chưa bao giờ đi luôn. Ủa, chưa bao giờ đi fix kia mà độ lên fix kia. Thế xem lâu chưa? Cháu xem rồi ạ. Thế học lớp mấy? Cháu học lớp 3. Lớp 3 đã muốn đi fix kia rồi. Nhưng mà con xe này ấy, con xe này thì độ lên fix kia không độ được. Dạ. Nhưng mà độ lên single thì độ được. Độ single không? Cháu ơi, có tiền đâu chú. Không có tiền á? Không có tiền mà hỏi độ. Thế muốn fix kia không? Có chứ. Thế sao nào về tích tiền thêm nhá. Ok chú. Nhưng mà tại sao lại muốn độ fix kia? Thích à? Ngầu. Ngầu không? Có ngầu á? Thế bây giờ có fix kia có dám đi thử không? Cháu đi thử fix kia này không? Cháu đi sân đây rồi. Thế á? Nhưng mà cái anh ở đằng kia anh không cho cháu đi ấy. Thế á? Không cho anh đi sợ sức xe. Đấy. Thế á, không ổn rồi. Thế thôi nhá, bao giờ có tiền con lại đây chú bán fix kia giá rẻ cho nhá. Ok chú. Được, con này độ fix kia thì không độ được đâu, độ single thôi. Ok chú. Ok nhá.